Người đầu bếp này đang mổ con tôm hùm, đột nhiên một chất lỏng kỳ lạ bắn ra từ cơ thể nó. Anh cầm con tôm lên kiểm tra, kết quả giây tiếp theo bị văng chất lỏng khắp người. Đầu bếp tức giận ném con tôm xuống đất. Cô phụ bếp vội vàng nhặt con tôm lên xử lý nhưng cũng bị dính trưởng. Cứ tưởng đó vốn chỉ là thứ chất lỏng bình thường, nhưng người đầu bếp đột nhiên cảm thấy cơ thể không ổn. Kết quả vừa được mấy bước thì lăn đùng ra miệng phun chất lỏng màu đen. Sau đó mọi nỗ lực của bác sĩ đều thất bại. Đây là một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng vừa ra mắt thời gian gần đây. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ đó là một bộ phim bình thường, nhưng xem nhiều họ mới cảm nhận được cái hay của nó. Câu chuyện bắt đầu ở dưới đáy đại dương, nơi đó thực sự tồn tại những sinh vật có trí tuệ. Hôm đó anh ngư dân này chuẩn bị ra khơi đánh cá. Mỗi lần ra khơi anh đều đến những vùng biển sâu nhất có thể, mà lần này cũng như vậy. Khi người ngư dân vừa quăng chài của mình xuống nước thì đột nhiên tấm lưới bị một thứ gì có cản lại. Sau khi dùng sức giật mạnh, phản lực đã khiến người ngư dân ngã xuống nước. Vì không muốn mất kế sinh nhai của mình, anh quyết tâm lặn xuống để lấy lại tấm lưới. Nhưng khi anh vừa lặn xuống đáy biển thì một luồng sáng mờ đột nhiên lóe lên. Anh ngẩng đầu lên mới nhìn thấy phía trên có một đàn cá dày đặc đang bao vây mình. Nhận thấy thời gian không đủ để trốn thoát, anh chỉ còn biết dương mắt nhìn đàn cá dìm chết mình. Lúc này trong một đài quan sát trên biển, nhà sinh vật học Charlie bỗng nhận được tin tàu ngầm gặp sự cố. Charlie vội vàng đi tới điểm phát tín hiệu để lấy hộp quan sát, nhưng lúc này hộp quan sát đã bị hỏng do nước rò rỉ vào bo mạch. Sau khi cài đặt lại bảng mạch mới, Charlie đã cùng bạn mình quay lại vùng biển để tái khởi động. Nhưng tàu ngầm vừa được thả xuống, dưới biển đột nhiên có một khối vật màu trắng nổi lên. Charlie thấy vậy liền vớt vật thể lạ lên kiểm tra. Sau khi dùng bật lửa hơ nhẹ một chút, phát hiện đó là hợp chất metan hydrat, hay nó còn được gọi là băng dễ cháy, được hình thành bởi sự tích tụ của tảo chết lềnh bềnh trên biển. Khi khí metan được giải phóng, chúng sẽ kết tổ thành như vậy. Đây là chuyện thường ở huyện, không việc gì phải sợ cả. Cậu nhìn xung quanh đi, hình như chúng đang giải phóng. Những tảng băng dày đặc trên biển khiến Charlie hoang mang. Cuộc đời đi biển từ trước đến nay cô chưa từng gặp tình huống như vậy. Để tìm hiểu nguyên nhân, Charlie đã ghi lại hình ảnh này để gửi về trụ sở nghiên cứu. Phía bên kia bờ biển lúc này, một con cá voi sát thủ đột nhiên trôi giạt vào bờ. Nhận thấy chuyện này có vấn đề, Leon và đồng đội của mình quyết định đi theo hướng gió. Sau khi hỏi thăm ngư dân, anh biết được 2 giờ trước khi họ bắt đầu ra khơi đánh cá, đã bất ngờ bị một cá voi sát thủ tấn công. Để tự bảo vệ mình, ngư dân trên tàu buộc phải tấn công con cá voi. Thông tin này khiến Leon vô cùng đau đầu, bởi vì cá voi sát thủ thường sống theo đàn, chúng không thường chủ động tấn công con người. Tại sao hôm nay mọi chuyện lại như vậy chứ? Để tìm hiểu nguyên nhân, anh quyết định theo dõi tình hình mặt biển. Cuối cùng vào một ngày nọ, anh đã nhìn thấy đàn cá voi quay trở lại. Thế là Leon lập tức sắp xếp đồ đạc, nhưng anh không ngờ rằng một con thuyền xem cá voi ở gần đó đã xuất phát cùng mình. Sau khi ổn định con thuyền, Leon bắt đầu đặt máy do thám xuống để theo dõi cá voi. Nhưng khi anh đang tập trung lắng nghe thì một sinh vật lạ đột nhiên xuất hiện. Nó đứng một chỗ quan sát Leon một lúc lâu, sau đó nhanh chóng rời đi trong im lặng. Leon mải mê nghe ngóng cá voi nên cũng không để tâm nhiều, cứ tưởng đã xác định được vị trí của chúng. Nhưng khi anh cầm ống nhòm lên để quan sát, thì giật mình phát hiện con thuyền quan sát đang chạy về phía mình. Thấy tình hình không ổn, anh lập tức di chuyển. Lúc này đàn cá voi đã bắt đầu vây quanh chiếc thuyền quan sát, nhưng hành khách trên thuyền không biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Rất nhanh Leon đã đến hiện trường vụ tai nạn, nhưng anh đã bị đàn cá voi sát thủ theo sát phía sau. Mọi người nhanh chóng bị cuốn vào cuộc đua tử thần. Mặc dù đáy biển đã phát sinh nhiều biến đổi, nhưng ngư dân không quan tâm, ngày ngày họ vẫn ra khơi đánh cá. Kết quả một con tôm hùm đột biến đã được đánh bắt và bán cho nhà hàng. Thế là xuất hiện cảnh tượng đầu phim. Không ai biết bếp trưởng chết vì nguyên nhân gì, chỉ biết là nó có liên quan đến chất lỏng màu đen quỷ dị. Để tìm ra sự thật, một nữ bác sĩ tên Scarlett đã tìm gặp nữ nhân viên của nhà hàng. Nắm được thông tin trong tay, Scarlett lập tức lên đường tìm kiếm. Mục tiêu của bà là cô phụ bếp bị phun chất lỏng, nhưng lúc này căn nhà hoàn toàn trống không. Sau khi đi một vòng tìm kiếm, cuối cùng Scarlett đã thấy cô trong phòng ngủ. Phía bên này, để tìm hiểu lý do băng nổi xuất hiện bất thường, công ty của Charlie đã cử tàu nghiên cứu đến đó điều tra. Robot thăm dò lập tức được thả xuống đáy biển. Chúng tìm thấy rất nhiều ruồi nhặng dưới đáy biển, nghi ngờ đống ruồi nhặng này chính là nguyên nhân. Cả nhóm quyết định bắt một con về nghiên cứu. Sau khi quan sát dưới kính hiển vi, nhóm nghiên cứu nhận ra đây là một loài sinh vật hoàn toàn mới. Chúng chỉ tồn tại và sinh sống dưới đáy đại dương. Không ai biết vì sao chúng lại xuất hiện, chỉ biết là chúng đang ngấu nghiến tảng băng, rồi lặp đi lặp lại cho đến khi chết. Lúc này cơ thể của chúng sinh ra một chất lỏng bí ẩn, đó chính là nguyên nhân chính khiến những tảng băng bị xói mòn. Các nhà khoa học không thể giải thích nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể khởi động con tàu nghiên cứu. Ellen à, tôi muốn anh đi với họ, tôi rất sẵn lòng. Lần này họ không chỉ đơn thuần quan sát bề mặt, mà sẽ trực tiếp phá hỏng lớp băng để xem bên trong rốt cuộc có hợp chất gì. Nhưng trong lúc đang khoan phá, thì một tiếng động kỳ lạ bỗng vang lên. Ngay sau đó con tàu nghiên cứu bắt đầu rung chuyển. Đối diện với tình thế khẩn cấp, Ellen không còn cách nào đành phải dừng khoan để hạn chế rủi ro. Sau đó cử vài người ở lại thuyền quan sát. Phía bên này, Leon vì muốn điều tra nguyên nhân cá voi tấn công con người, nên đã tìm đến một công ty logistics. Tại đây anh đã gặp được tổng giám đốc Takuya Kimura. Hóa ra cách đó không lâu, con tàu chở hàng của họ đã bị cá voi tấn công trong lúc chở hàng. Thậm chí họ còn thu được những con sò biển cực kỳ hiếm. Dưới sự giúp đỡ của giám đốc, Leon đã nhìn thấy một chiếc xe đựng đầy sò biển. Lúc xuất phát những chiếc thùng xe còn trống không, nhưng nó đã bị sò biển lấp đầy chỉ trong 18 ngày ngắn ngủi. Cũng trong đêm hôm đó, tàu của đội nghiên cứu đã gặp nạn trên biển. Trong lúc một nhà nghiên cứu đang buôn chuyện, thì chiếc máy tính của cô ấy đột nhiên gặp sự cố. Sau đó mặt bàn bắt đầu rung chuyển, trên màn hình hiển thị hình ảnh của những bước sóng khổng lồ. Trong khi thân tàu thì bị bong bóng vây kín.
tất cả đều thể hiện một điều, đó là thần chết đã dí sát họ lắm rồi. Buổi sáng sau khi tàu nghiên cứu gặp nạn, thì một cặp đôi trong lúc hú hí trên cầu đã vô tình làm rơi quyển sách của mình xuống nước, nhưng họ không ngờ rằng cuốn sách đã khiến đàn sứa nổi lên khỏi mặt nước, chúng xuất hiện nhiều đến mức vây kín cả bến cảng. Lúc này Scarlett vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của bếp trưởng. Cô mang mẫu máu của nạn nhân về phòng thí nghiệm quan sát. Sau khi quan sát kỹ càng, Scarlett phát hiện trong máu có chủng vi khuẩn Vibrio vulnificus. Đối với người bình thường, các tế bào miễn dịch sẽ tự động tiêu diệt Vibrio, nhưng đối với trường hợp của bếp trưởng thì hoàn toàn ngược lại. Chúng ăn hết máu với tốc độ kinh khủng, rõ ràng đây là một loại vi khuẩn mới. May mắn là vẫn chưa có bệnh nhân mới nhiễm bệnh. Lúc này sau khi nghiên cứu sò điệp, Leon cũng đã phát hiện ra rằng con sò có cái miệng giống như con sâu này chưa từng xuất hiện trên trái đất. Chúng là loài sinh vật không biết bơi, nhưng làm sao chúng có thể bám lên tàu vận chuyển nhiều như vậy? Điều bí ẩn này lập tức khiến Leon nghĩ đến con cá voi trên bãi biển. Thế là anh quyết định đăng ký một slot giải phẫu cá voi. Anh chắc chắn mình muốn tham gia việc này chứ. Đương nhiên rồi, rất nhanh Leon đã di chuyển đến bãi biển. Đầu tiên anh loại bỏ não cá voi sát thủ. Sau khi tiếp tục giải phẫu, Leon phát hiện trong não con cá voi xuất hiện vật thể màu trắng. Rất nhiều khả năng đây chính là loài vật thể kỳ lạ đang xâm chiếm đại dương ngoài kia. Lúc này tại một cửa hàng rửa xe, người công nhân giây trước vẫn đang vui vẻ làm việc, nhưng giây sau đột nhiên trở nên run rẩy. Rất nhanh anh ta đã được đưa đến bệnh viện. Mọi triệu chứng của anh đều giống bếp trưởng. Hóa ra đây chính là nạn nhân thứ 12 của căn bệnh này. Nhận được thông tin, Scarlett dường như nhớ ra điều gì đó. Hóa ra xác của con tôm hùm đã bị ném vào hệ thống nước thải. Vì vậy có khả năng là Vibrio vulnificus đã theo nguồn nước tràn vào hệ khu dân cư. Scarlett vừa dứt lời, bệnh nhân đã lập tức đổ xô lên đường nhập viện. Leon sau khi biết nguyên nhân cá voi tấn công con người, đã bắt đầu nghiên cứu lại tất cả mọi địa điểm từng bị tấn công. Chỉ thấy anh ấy cầm miếng than chì, vuốt một đường nối tất cả khu vực chấm đỏ lại với nhau. Hóa ra đây chính là con đường di cư. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường di cư. Sau khi nắm được điều đó, Leon lập tức lái thuyền đến một nơi khác, sau đó lập tức mặc đồ bơi rồi nhảy xuống nước. Mục tiêu của anh chính là địa điểm tụ tập của đàn cá voi. Lúc này chúng đều đang ngủ ở tư thế lộn ngược. Rất nhanh anh đã tranh thủ gắn định vị vào lưng một con cá voi, nhưng vừa chỉ mới làm xong, đàn cá voi đã lập tức tỉnh dậy mà không thèm báo trước. Thấy tình hình không ổn, Leon nhanh chóng tìm đường thoát thân. Con tàu được lệnh rời khỏi vùng biển của cá voi. Cuối cùng sau nhiều ngày chờ đợi, Leon đã bắt đầu nhận được những tín hiệu đầu tiên. Anh quyết định thu hồi lại thiết bị đang lênh đênh trên biển. Sau khi trở lại phòng thí nghiệm, cả nhóm lập tức mở lại đoạn video đã quay được. Một con cá voi đang tiến về phía trước. Mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi, nhưng khi chúng đến một vùng nước khác thì đột nhiên bắt đầu lặn tập thể. Chúng thực sự lặn được sâu thế sao? Không đâu, chưa bao giờ có. Cá voi càng lặn sâu xuống đáy biển, hình ảnh càng trở nên vô cùng đen tối. Nhưng thời gian càng trôi đi, cuối cùng họ đã thấy vùng biển sâu phía trước bắt đầu có chút ánh sáng. Thậm chí đàn cá càng lại gần càng phát sáng, giống như đang ngắm nhìn một thành phố phồn hoa vậy.